Đây là vòng thứ hai mang tên định vị. Chỉ có duy nhất một câu hỏi được mở ra mà thôi. Xin mời ba nhân vật còn lại, chúng ta sẽ thống nhất một câu cuối cùng. Sau câu hỏi này chúng ta sẽ tiếp tục loại đi một người nữa. Câu hỏi là ba người cùng trả lời thì thôi, bây giờ nhường cho bạn nữ chọn đi ha. Ừ, nhờ Hà cho em chọn đi, cho em chọn á. Tư duy 4. Tư duy 4. Câu hỏi của chúng ta như sau, mọi người lắng nghe thật kỹ nha. Trên thế giới có một thứ có thể chở con người với vận tốc là 2000 km/h mà không cần xăng hay bất cứ nguyên liệu nào khác, đó là thứ gì? 30 giây trả lời bắt đầu. Đó là thứ gì? Hết giờ. Nhật Hà, em là người lựa chọn câu hỏi, hãy cho anh biết câu trả lời của em là gì? Con chim. Tại vì trong chuyện ăn khế chảy vàng á, con chim nó có chở con người mà. À hả? Nhưng em biết được cái vận tốc luôn hả? Thì em đoán á anh. Em đoán vậy thôi đúng không? Cảm ơn em. Anh Tuyên, mời anh. Thật sự cái câu hỏi này, cái đáp án á, mẹ Tuyên chưa dạy. Mẹ chưa dạy cho nên mình không biết đó mình ơi. 5 phút rồi, điện thoại cho mẹ đi. Anh có câu trả lời. Là? Anh biết chắc câu trả lời của anh là sai. Câu trả lời anh đó là ánh sáng. Ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng nó không chở, không chở con, được người. Con người. Đúng, anh biết chắc là sai rồi. Với là cái vận tốc của nó cũng không phải là 2000 km/h. Chính xác. Còn chiếc thuyền thì sao? Lúc đầu thì nghĩ là tàu hỏa, nhưng mà nguyên liệu của nó cũng phải cần là gỗ để có thể chính đốt xác. Than hay là kia. Rồi mấy cái khác thì cần phải xăng này nọ, thì thuyền nghĩ ra một thứ mà điện. Thì tàu điện thì nghĩ nó hợp lý không? Ủa, điện cũng là một nguyên liệu. À, điện cũng là một. Dạ, và đáp án chỉ có một. Đó là trái đất. À, bởi vì trái đất quay quanh trục xoay. Trái đất 2000 km/h và chúng ta đang ở trên trái đất. Đôi khi á có lực hút trái đất cho nên mình mới đứng vững được. Và đáp án thì đã được chia sẻ, chúng ta sẽ phải trừ đi mỗi người 15 điểm. Sao anh hết điểm luôn rồi hả? Chắc thành âm luôn rồi đó. Âm có âm hay không thì bây giờ không còn quan trọng nữa, bằng việc là chúng ta sẽ phải tiếp tục suy luận và loại ra thêm một người nữa. Xin mời chị Thiện muốn nói tới gì? Đây thì bắt đầu khó rồi đó, tại vì lúc đầu thì sẽ không nghi ngờ Hạ, tại vì thì tính dòng này là mình sẽ loại anh Tuyên, không nghi ngờ Hạ, nhưng mà bé Hạ lại đưa ra một cái câu trả lời nó khó hiểu quá. Là cho chim. Vui lấy nét trên điện ảnh, trên truyền hình cho khán giả nhớ tới mình anh chứ. Lấy lỡ nét, mình lấy nét làm cho có ra vẻ vậy thôi, chứ lỡ mình bị lọt thì khán giả với bé này có cho trả lời vui anh ha. Hợp lý. Lời giải thích của em cũng hợp lý, vậy hợp thì lý anh vẫn nghi ngờ anh Tuyên. Dạ. Nhưng mà vui nhất là cái khúc này nè, có khi mình đã loại được cao thủ rồi nhưng mà chúng ta vẫn nghi ngờ nhau ai là cao thủ. Dạ. Thì không, em đừng có giả bộ em bắt xe qua bên kia nữa. Không, bắt đầu cái mũi dùi của anh chỉ xéo xéo qua bên phải của anh rồi đó. Em thì nghi anh rồi đó, tại vì phải loại thôi, em phải nghi anh. Em rất thương anh Tuyên đó thật, nhưng mà em thật sự là em nghi ngờ anh thiệt. Tại vì vậy nè, chơi đây mình biết là đến vòng cuối là mình sẽ tính điểm ai cao hơn sẽ thắng đúng không? Mà nãy giờ anh Tuyên anh không trả lời được câu nào hết. Có nghĩa đúng. Là tại nếu anh tính được đến cái vòng cuối mà anh còn trụ lại thì thế nào anh cũng sẽ được cộng 100 điểm làm cao thủ. Đúng rồi, bắt đầu cảm thấy cái game này rất là thú thì vị đó, rồi anh, đó. Anh tính là như vậy. Nên là nếu như mà anh trụ lại đến vòng cuối thì anh sẽ được cộng đến 100 điểm. Em tại sao? Em không nghĩ em nếu đó. Thiện là cao thủ, Thiện ở lại số điểm chắc chắn đúng, đang là chắc cao chắn. Hơn em. Nhưng mà được cộng thêm 100 đó. Điểm thì nó sẽ là kinh khủng cỡ nào nữa. Thật là em không đó, còn cơ hội để em loại em ngược dòng. Em cũng nghĩ không, thật ra nếu mà ở về phương hướng của em á thì cái quyết định này cũng khó. Bây giờ mọi người sẽ đưa ra quyết định của mình. Xin mời mọi người một lần nữa nhắm mắt lại. Chúng ta một lần nữa đi tìm ra người mình sẽ phải loại ngay bây giờ. Đầu tiên xin mời Chí Thiện. Cảm ơn. Xin mời Nhật Hạ. Cảm ơn. Xin mời anh Tuyên. Cảm ơn. Xin mời mọi người mở mắt ra. Wow. Đến vòng này là em làm tóc hết cực rồi mọi người. Em mãn nguyện rồi. Bởi vì em bị loại rồi đúng không em? Em bị loại thiệt đó hả? Cuộc sống mà anh một giữ em. Trong hai anh sẽ bị loại. Dạ. Quan trọng là em chọn ai thôi. Quyết định đó em. Và quyết định của Nhật Hạ đó chính là Chí Thiện. Chia buồn cùng Chí Thiện. Trời ơi, sao em lại chọn anh? Tại vì em là cao thủ. Anh dám chắc luôn. Ok, thì muốn nói gì mình, không?
hãy đợi đến cuối chương trình đi. Thật rồi à, biết, em sẽ biết. Anh thiện cho ông em. Ông á có phim, anh cũng có MV ca nhạc. Vậy nha. Bà. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, thực sự á, tới đây thì tôi không biết là có gì bất ngờ hay không, nhưng mà hai nhân vật còn lại là những người rất là xuất sắc. Họ đã dùng những cái chiến thuật của mình, những cái lập luận của mình để còn tồn tại tới giây phút này. Và chắc chắn anh Quế Ngọc Tuyên cùng với Nhật Hạ sẽ bước vào vòng cuối cùng mang tên Lộ Diện.